cày vỡ trước, vén nuống sau, làm trước hoàn thiện sau. Chúng ta cứ cày vỡ ra đi, sau đó thì vén nuống, sau đó thì trồng lên cây trên đấy. Chứ bây giờ mà cứ bảo là cày một phát nó thành luống đẹp ngay ấy, thì nhiều khi là cái đấy là nó quá chuyên nghiệp hoặc là quá tuyệt vời rồi. Chúng ta đâu phải là thánh, thế nên chúng ta không bao giờ là có thể là hoàn mỹ ngay được. Điều 98, đừng mắc bệnh hoàn hảo. Có quá nhiều những người giám đốc điều hành hay các nhà quản trị, các chủ doanh nghiệp vì mắc bệnh hoàn hảo, cho nên là đôi khi chúng ta cứ muốn làm sao là phải thực sự mọi thứ nó phải đầy đủ rồi mới làm, hoặc là phải là mình phải có cái này, mình phải có cái kia rồi mình mới bắt đầu làm. Chúng ta muốn xây dựng hệ thống, chúng ta muốn xây dựng quy trình, chúng ta muốn làm sao là để bắt tay vào để thực hiện những các cái công việc mà nó tốt cho doanh nghiệp, nhưng mà mọi người thì lại cứ trì hoãn, đợi phải có người thì mới làm, đợi phải làm sao là phải đi học mới làm, đợi phải là có đủ các cái điều kiện là phải có tiền thì mới làm. Nếu mà chúng ta cứ đợi như vậy và chúng ta muốn về mọi thứ phải là hoàn hảo, phải là perfect như vậy thì thưa các bạn, chả có gì hoàn hảo cả. Tôi nhớ năm 2008 khi tôi về, lúc đấy doanh nghiệp của chúng tôi mới có 40 lao động, dưới 40 lao động, và chúng tôi mọi thứ cũng còn thiếu thốn rất là nhiều, thiếu người, thiếu về quy trình, thiếu về mọi thứ, nói chung là rất là thiếu để mà xây dựng một hệ thống quản trị bài bản, để xây dựng một cái hệ thống văn hóa doanh nghiệp bài bản thì nó còn là có quá nhiều thứ thiếu thốn. Thế nhưng mà tôi có một cái quyết định như này, và tôi có một cái suy nghĩ như này: cày vỡ trước, vén nuống sau, làm trước, hoàn thiện sau. Chúng ta cứ cày vỡ ra đi, sau đó thì vén nuống, sau đó thì trồng lên cây trên đấy. Chứ bây giờ mà cứ bảo là cày một phát nó thành luống đẹp ngay ấy, thì nhiều khi là cái đấy là nó quá chuyên nghiệp hoặc là quá tuyệt vời rồi. Chúng ta đâu phải là thánh, thế nên chúng ta không bao giờ là có thể là hoàn mỹ ngay được, và chúng ta cứ hoàn thành đi đã, sau đó thì hoàn thiện dần. Đôi khi chúng ta làm thì nó có thể là nó sai đấy, sai thì sửa, đúng không? Và nếu như trong trường mà anh em chúng ta làm nó chưa được tròn vẹn, chưa được hoàn mỹ, thì mỗi ngày chúng ta đã hoàn thiện một chút, mỗi ngày chúng ta hoàn thiện một chút, thì tự nhiên đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ trở nên là hoàn chỉnh, và nó sẽ trở nên là hoàn hảo hơn, đúng không? Cho nên không có cái gì là hoàn hảo cả, không phải là thánh, và cũng không phải là chúng ta cầu thị rằng là chúng ta là làm một phát đúng ngay được đâu. Cứ làm đi, rồi chúng ta sẽ đúng dần, và cứ chỉnh sửa dần rồi chúng ta sẽ đẹp. Cho nên là phải làm, phải cày vỡ và vén nuống sau, hoàn thành trước, hoàn thiện sau. Thank you bạn. Để theo dõi nội dung tiếp theo của chủ đề 99 điều không nên làm trong quản trị và phát triển kinh doanh, bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất của phần tiếp theo nhé.